Ok, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đã lập một cái nhóm yêu nhạc thành ca và mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn đệm hát thành ca nha. Bài đầu tiên của mình sẽ là bài Xin Thần Linh Đến trong quyển Tô Minh Chương Hữu, và là dần chúng ta sẽ đi hết tất cả các cái bài trong quyển này. Ok, thì kỹ thuật đầu tiên thì mình sẽ dạy các bạn là từ cơ bản đến nâng cao. Mình sẽ đánh qua một lần nữa các bạn xem. Phần intro nhá. Trước là chúng ta sẽ đánh solo. Điều đầu tiên quan trọng nhất là các bạn phải đánh được tất cả các cái nốt trong bài này. Phần tay phải mình sẽ đánh như sau. Ok, được chưa? Phần tay trái thì phần đầu thì chúng ta sẽ đánh như sau, các bạn nhìn kỹ. Thank you.
đi thêm một đoạn nữa rồi. Đó, mẫu như vậy. Thank you.